Con này cai 50 anh ạ, cai 50. Ủa anh chưa có đâu. Có chơi ngay. Đây, mọi người nghe nhé. Mình đang review chiếc xe của anh Tài rất đẹp luôn. Ok, đây. À, con này là con F1 em ơi. Con này là con nhập khẩu anh? À, vẫn HD hả anh? Vẫn HD. Anh ba là sốc này hôm tôi gọi ông lên Xuân Đỉnh, ông chở xe ôm lên Xuân Đỉnh đấy. À vâng 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 ạ, vâng ạ. Dương đấy. À rồi 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 rồi, em nhớ rồi. Đôi đèn hậu. Ok ok anh. Rất đẹp luôn, trang bị rất đẹp luôn, đầy đủ hết luôn. Xanh anh ạ, mới xe mới đẹp anh ạ. Ok, đó, xe anh trai rất đẹp các bạn nha. Mấy cái này là anh ý dán các bạn nha. Dán rất đẹp luôn các bạn ạ. Dán quá đẹp luôn. Bạn thợ này bạn dán khéo tay đấy. Thay dán khéo tay anh ạ, cắn dán đẹp. Vâng, dán đẹp anh ạ. Cô em phải dán khéo tay, dán đẹp anh ạ. Review lâu lắm thì mới review cho các bác xem một chiếc Hyundai Ben xịn HD. HD các bạn, con này HD bao nhiêu anh nhỉ? Con này HD 450. 450 anh. Đấy, lâu lắm thì mới review cho anh em xem chiếc HD 450 các bạn nhá. Đấy anh ốp hết ra rằng bánh trước bánh sau rất đẹp luôn. Đó các bạn thấy không? Rất đẹp luôn. À, anh trai bật thử cho anh em xem cái đèn nhá, anh trai nhá. Đèn rất đẹp luôn. Đó, bật thử cho các bạn xem cái đèn nhá. Đây, anh độ đây độ bi cầu led đây, mình bật lại cho các bạn xem. Chơi bật chìa khóa, bật chìa khóa là mới lên cái đèn bi cầu led cho các bạn xem nhá. Đây, cho các bạn xem cái bi cầu led của anh rất đẹp luôn này. Đó các bạn thấy không, đôi mắt thiên thần này đẹp anh nhờ. Chạy sáng không anh? Sáng chứ, ban ngày luôn nhỉ? Sáng như mai kia anh thay lốt đôi gầm rồi anh ạ. Đấy, đang ở có đôi đèn có gầm mở khóa xương ấy, có anh. Đó. Chú ơi, chú bảo Vin lấy đèn gầm cho bác luôn. Đúng rồi, anh có, em có. Đó, đẹp rồi các bác nha. Vừa khít luôn, anh lắp lên nó hợp với cái tông ánh sáng của bọn này. Tôi muốn dùng là vào là cái đèn này nếu mà vào trời mưa ấy. Rồi. Thì sẽ mở. Ok anh. Thế là phải chơi đèn vàng vào để phá đi. Em có màu vàng. Đây rất đẹp luôn. Đây, nhìn từ xa rất đẹp các bạn nhé. Đây, đặc biệt đôi bi cầu led của anh rất sáng. Đồng chí ơi. Dạ. Cái đèn téc này đồng chí có đèn téc xanh không? Đúng rồi, em lại đang hết mất thế mới đâu. Xuống hôm nay bây giờ xuống hôm trước đi qua đây là đêm muộn nên là không ở đây. Vâng. Con này thì gần như là full rồi, trong nội thất cabin anh chỉ chả dán đâu nhỉ? Trong này không dán gì mà tao đèn cabin này thì đèn này nó đổ. Mà có bóng xa, bóng xanh, em hết. À, hết đi chứ không phải. Ông nói em nhiều lắm, nhiều hết. Đồng chí cho tôi 5 4 chân là Hyundai 4 chân thì nẹp đỏ này 5 mét vừa đủ không nhỉ? Chắc thế thôi anh ạ, thế thôi. Cánh nó cũng áng chừng bọn này thôi mà anh. Chúng ơi bảo pin vào cắt cho bác ý 5 mét sang đỏ. Với cả cái dán cái đây. Anh thích màu nào thì đấy, màu đấy. Cái này về chém đôi rồi. Chém được, anh cứ cầm cưa hoặc là cầm kéo sắt anh cắt là được. Kéo sắt là cắt được. Vâng, cưa sắt cắt được nhá. Chúng ta cắt cho bác 5 mét trong đỏ, bảo Bin cắt cho bác 5 mét trong đỏ. Con này nó chỉ thôi. Còn cái quạt tản nhiệt này thì nó mới được bền này. Con này chỉ có một cái là mình phải moi cái chóa bên moi cái môi thôi, nhưng của anh moi môi rồi là từ đấy anh phang rồi thôi. Nhưng mà nếu mà đèn mà đời 202 kia là không có môi. Vẫn lắp luôn. Lắp được vào luôn. Là lắp một phát vào luôn. Đúng rồi. Lắp vào 10 in luôn. 202 là chuẩn bài luôn. Là chuẩn bài luôn. Của mình là mình cưa đi rồi thì mình mới có vừa. Đúng rồi anh ạ. Đấy phải nói đấy. 1450 anh ạ. Mà nó mát là chuẩn rồi. Chỗ này không? Không, dính vào vứt lên thùng đấy. Dính vào cái bọc vô lăng xe. Ok anh. Ok anh.
Thank you anh ạ, thank you anh. Đội của anh trai ở trên Cầu Giấy các bạn nhá. Ba anh trai ở trên Cầu Giấy qua ủng hộ mình, thank you ba anh rất là nhiều luôn. Xe của anh trai trên Cầu Giấy chuyên chạy vật liệu trên đấy các bạn nhá, xe rất là chất luôn, ba bác chơi xe kinh luôn. Đó, thank you anh trai rất là nhiều.